Thưa quý vị, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm hỷ chuyên, 50 năm thành lập trường chuyên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã gửi lãng hoa chúc mừng. Về dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghệ Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường. Thực hiện quyết định của Chính phủ tại Nghệ An, từ năm học 1965-1966, các lớp chuyên toán đặc biệt đầu tiên ra đời. Đến năm học 1969-1970, hình thành thêm các lớp chuyên văn. Các lớp chuyên toán, chuyên văn đặc biệt này đã đặt nền móng để tỉnh Nghệ An đi đến quyết định thành lập trường Trung học Phổ thông chuyên vào năm 1974. Đây là trường chuyên đầu tiên của miền Bắc, loại hình trường học có nhiệm vụ trên cơ sở giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trải qua 60 năm thành lập, quy mô trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu không ngừng mở rộng. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ hội nhập, ngoài các môn chuyên truyền thống là chuyên toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật, từ năm học 2024-2025, nhà trường mở thêm môn chuyên tiếng Trung. Hiện nay, hàng năm trường có 45 lớp với quy mô hơn 1.500 học sinh. Với tinh thần phát huy truyền thống, bản lĩnh tiên phong, chinh phục đỉnh cao, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu luôn nỗ lực tiên phong xây dựng môi trường giáo dục mở, kết hợp giữa đào tạo mũi nhọn và toàn diện, linh hoạt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 60 năm phát triển, các thế hệ học sinh của nhà trường đã gặt hái nhiều thành tích xuất sắc, làm rạng danh mái trường mang tên Nhà chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu, bồi đắp thêm truyền thống y học của quê hương xứ Nghệ. Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2023-2024, nhà trường đã có đến 42 lượt học sinh dự thi khu vực và quốc tế, trong đó có 9 huy chương vàng, 1 giải nhất phần thi viết luận Olympic tiếng Nga quốc tế, 14 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và gần 900 học sinh giỏi quốc gia. Có hàng ngàn học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, hàng trăm học sinh thủ khoa, á khoa đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ghi nhận công lao, những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em học sinh, Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, thưa Ủy quyền Chủ tịch nước, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì nhân dịp kỷ niệm 60 năm hệ chuyên, 50 năm thành lập trường chuyên Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn cho quê hương đất nước của thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Đồng chí mong muốn truyền thống 50 năm trường chuyên, 60 năm hệ chuyên sẽ là điểm tựa vững chắc giúp các thế hệ thầy trò trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu hướng tới tương lai, tiếp tục vươn lên xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, giữ vững lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà và cả nước. Tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, xứng đáng là mái trường anh hùng lớn mạnh, tiên tiến, hiện đại trên quê hương xứ Nghệ.